OK, Phương xin chào cả nhà mình nha. Và mọi người cảm thấy cái buổi Zoom ngày hôm nay như thế nào ạ? Rất là tuyệt vời đúng không mọi người ha? Và MC cực kỳ là năng lượng, và hai phần chia sẻ của cô Hà và chị Nhàn thì cực kỳ là rất là năng lượng, rất là hay đúng không ạ? Và hiện tại tới em Phương thì em Phương xin cả nhà mình 1 và 30 giây, em Phương sẽ trải nghiệm cái dòng sản phẩm này ngay trong phòng Zoom này để cho tất cả chị em chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ sử dụng một cách đơn giản và nhanh gọn lẹ như thế nào cho chị em mình cùng thấy ha. Việc đầu tiên rất là dễ dàng, chúng ta ngồi thẳng lưng cả nhà ha và nuốt sạch nước bọt trong trong khoang miệng của mình, và sau đó là chúng ta chỉ cần cong lưỡi lên và xịt 3 nhát thôi cả nhà ha. OK, vậy là xong rồi cả nhà ha. Chúng ta chỉ cần sử dụng 2 đến 3 lần mỗi ngày như thế này. Thì cái việc đầu tiên khi mà em Phương kinh doanh ở BC Solution của mình trong khoảng 1 năm thì em Phương biết đến dòng sản phẩm Neuroxy này, thì thật sự là em Phương biết đến một cái tính năng của nó là xịt dưới lưỡi để trắng da, và thật sự là Phương thấy rằng á nó cực kỳ là đơn giản đúng không mọi người. Cho nên là cái bản tính của phụ nữ chúng mình thì ai ai cũng muốn là mình có một cái làn da trắng để mình luôn tỏa nắng tỏa trước nắng đúng không cả nhà ha. Cho nên á việc của chị em mình là luôn luôn chọn những cái dòng mỹ phẩm, những cái dòng kem để mình bôi, mình đánh để cho mình có cái làn da trắng hơn. Nhưng khi mà biết đến cái dòng này thì Phương cảm thấy nó rất là tuyệt vời và nó rất là tinh gọn. Khi mà mình chỉ cần mình xịt ở dưới lưỡi mỗi ngày như thế thôi thì nó sẽ giúp mình có được một cái làn da trắng sáng, mà mình không có cần phải tốn thời gian để mình làm và mình đánh kem, mình thoa kem mỗi ngày. Vì đối với những anh chị em mà chúng ta sử dụng kem á, thì khi mà mình ra nắng á thì người ta thường nói á, một ngày đi nắng á, bằng cả 1 tháng dưỡng kem đúng không ạ? Cho nên nó rất là cực nhưng mà nó rất là ăn nắng cho chị em của mình. Nhưng cái việc khi mà mình sử dụng cái dòng sản phẩm xịt này á, thì Phương cảm nhận nó một cái cách như thế này mọi người. Do khoảng thời gian mà lúc mà Phương trải nghiệm dòng sản phẩm này á, thì Phương có một cái việc mình được sở hữu mà mình được đi du lịch ở ngoài Phú Quốc, cho nên là khi đi á, thì Phương có sử dụng, Phương bỏ theo cái tinh trát này vào trong giỏ, nó rất là nhẹ và gọn và Phương sử dụng mỗi ngày. Và việc du lịch 6 ngày như thế mà Phương Phương gian na ở ngoài nắng á mọi người, Phương hoạt động ở ngoài nắng khoảng phải nói là 6 ngày liên tục luôn. Nhưng mà khi mình về á thì cái da của mình á, nó cái việc bắt nắng nó ít đi, và cái việc nhả nắng nó cực kỳ là nhanh, và nó làm cho làn da mình không có bị khô sạm giống như là lúc trước mà mình sử dụng những cái dòng kem. Thì khi mà sử dụng dòng kem ấy, thì cái việc ăn nắng nó cực kỳ là nghiêm trọng luôn đó. Thì việc sử dụng cái dòng này là Phương rất là thích. Và ngoài ra khi mà Phương được kết hợp được mời anh chuyên gia của anh Hồng Vũ á, về team hỗ trợ và chia sẻ về dòng kiến thức sản phẩm này, thì Phương được biết rằng á, cái dòng sản phẩm này ngoài cái việc làm trắng á, thì nó chỉ là một cái gọi là một cái tác dụng phụ của dòng sản phẩm này thôi mọi người. Việc chính của nó là nó sẽ hỗ trợ và giúp cho cái gan của mình nó được khỏe hơn, nó được khỏe hơn từ bên trong, nó đào thải độc tố từ bên trong gan của mình, nó giúp cho mình bảo vệ được cái gan của mình nữa. Thật sự đó, đối với dòng sản phẩm này nó sẽ giúp cho mình á vừa khỏe vừa đẹp đúng không ạ? Đối với phụ nữ chúng ta thì ngoài cái việc là khỏe không thì nó vẫn chưa đủ, cái việc đủ nữa là nó sẽ giúp mình là vừa trẻ vừa khỏe thì nó mới đẹp được đúng không cả nhà ha. Có anh chị nào em nào chúng ta đồng ý với Phương về cái quan điểm này thì mọi người có thể nhắn tin lên các bạn không chắc là chúng ta đồng ý được không ạ? Vì việc ngoài nếu mà chúng ta đẹp mà chúng ta không khỏe từ bên trong thì nó cũng không thể nào nó cho chúng ta được một cái cảm giác là nhìn nó tươi tắn, nó khỏe khoắn mà người khác nhìn vào được đúng không cả nhà ha. OK mà thì cái đó là cái đôi dòng mà Phương khi mà Phương sử dụng cái trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì cái điều là tiện lợi, nhanh gọn lẹ, nó giúp cho chị em mình khỏe trẻ và đẹp. Đó là cái bí quyết mà Phương muốn gửi đến và trao đến cho tất cả các chị em phụ nữ chúng mình, những ai mà đang mong muốn, đang khao khát mình muốn sở hữu một cái sức khỏe, một cái làn da khỏe, thì mình hãy đến ngay và trải nghiệm ngay cái dòng sản phẩm này, và mình có thể mình học và mình nắm vững cái kiến thức để mình có thể mình tư vấn và mình hỗ trợ giúp đỡ cho đội nhóm của mình cả nhà ha. OK, hiện tại á, nói chung á là Phương chỉ đến đây và chia sẻ những cái gì mà Phương cảm nhận và Phương sử dụng cái dòng sản phẩm này đến cho tất cả chị em của mình trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thôi. Và Phương sẽ chào và tạm biệt tất cả chị em mình và để nhường sân khấu lại cho MC và nhà cung cấp của mình trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà.